Hồi đó là sơn da gỗ nhìn mất cười. Lúc đó là mình thì dặn dò mấy ông thợ rất là kỹ. Mỗi lần mà người ta đến người ta xem thì mình giấu nghề đi, mình đi né đi chỗ khác đi, mình đừng có làm, mình giả bộ mình làm chuyện này chuyện kia thôi, mình đừng có tạo vân. Hoặc là biểu ai đó rủ người ta đi đến chỗ khác nói chuyện chơi đi. Lúc mà mình làm thì mình không nên cho người ta biết để ta giấu nghề. Còn bây giờ thì làm trong người ta xem, người ta không xem, thậm chí còn quay video lại để cho người ta xem nữa. Đúng là mở thời cuộc giờ nó mỗi khác. Như ngày xưa tạo vân gỗ thì còn phải tạo ra nhiều thứ, phải học nghề rồi phải làm nghề. Còn bây giờ thì bạn thấy có dụng cụ tạo vân gỗ kế bên rồi, giá chỉ bằng vài ly trà sữa. Inbox ngay trong bán sơn để tôi có thể hướng dẫn bạn từ A đến Z các bước để bạn có thể thực hiện sơn giấy gỗ cho tường, cho sắt, cho rất là nhiều vật liệu khác nhau nha.